và lời đầu tiên anh chị hãy gửi lời biết ơn đến doanh nhân uh, chủ tịch Trịnh Quốc Huy và doanh nhân Nguyễn Diễm ha, đã tạo ra một môi trường uh, vô cùng giá trị vô cùng nhân văn để giúp cho Nhi và tất cả anh chị em ở đây uh, học đọc và hiểu những cái tư duy của những cái thành công và uh, không những là mình ứng cho chính bản thân của mình đúng không ạ và anh chị hãy gửi lời biết ơn đến này à, đến uh, tất cả trưởng nhóm đã yêu duyên cho tất cả anh chị đã có mặt trong buổi zoom ngày hôm nay và gửi lời biết ơn đến ban tổ chức hai ngày đêm phụng sự à, giúp đỡ mình à, có buổi zoom đúng giờ để mình học à, liên tục anh chị ha và hãy gửi lời biết ơn ai ạ à. chính bản thân của mình đã cho phép mình à, hiện diện trước à, camera để cùng nhau học tập phát triển cái tư duy của những người thành công giúp cho mình thay đổi của cuộc sống tốt hơn à, anh chị mình hãy à, gửi lời biết ơn hết tất cả những cái doanh nhân trong câu lạc bộ anh chị nhé và trước khi bắt đầu buổi chia sẻ ngày hôm nay thì Nhi rất là biết ơn à, nhân nhân Chủ tịch Trịnh à, Quốc Hy và doanh nhân nhân à, Nguyễn Diễm đã à, cho phép Nhi lên đây để phân tích cái chương sách của à, ngày hôm nay. Và những cái chương sách này thì Nhi cũng đã biến nó thành trở của mình anh chị anh à, Nhi đọc à, có rất là nhiều cái câu chuyện rất là hay đúng không ạ? Anh chị thấy rất là nhiều câu chuyện từ trong cái cuốn sách này. Anh chị thấy có một câu chuyện nào đó có giống mình không anh chị ơi? Anh chị thấy giống không? <laughs> giống đúng không? Và rất là nhiều câu chuyện nó giống mình. Đó là cái tư duy mình cần phải thay đổi. Đầu tiên là mình cần phải thay đổi cái tư duy à gốc rễ của mình. À, trước giờ thì cha mẹ mình à, à, cứ neo cho mình những cái tư duy nó không có tích cực không hỗ trợ cho mình có sự thành công và giàu có cho à, nên là mình bây giờ là mình đọc những cái cuốn sách này cái chương sách này anh chị hãy định hình lại ha mình hãy thay đổi à, từ gốc rễ của mình chứ mình thay đổi phần ngọn thôi thì nó chưa tạo ra cái kết quả cho mình được đúng không ạ thì à, hôm nay thì nhi xin phép ha chia sẻ cho anh chị cái cái phần này anh chị ha thì cho anh chị hỏi là bao nhiêu trong số anh chị mình, uh, trước đó là cha mẹ mình nêu cho mình là Con ơi, con hãy lớn lên và con đi học, con tìm một cái ngành nghề nào đó và để con kiếm được tiền. Có bao nhiêu trong số anh chị mình có cái tư duy này ạ? À? Đó là cũng một phần cái neo của cha mẹ mình. Và trong cuốn sách này nó có rất là nhiều câu chuyện đúng không ạ? À, cha mẹ mình nêu như mình lớn, mình tin. Mình tin cha mẹ mình luôn. Thì cái cuộc sống của mình bây giờ hiện tại thì mình chỉ kiếm đủ sống thôi. Và anh chị ạ, à, và Nhi rất là may mắn khi mà giờ mình đọc cái cuốn sách này thì mình mới hiểu ra rất là nhiều cái nguyên nhân. Và trước đó thì mình cũng sống trong cái gia đình nó không được giàu có anh chị. Thì cha mẹ mình nêu là con ơi, con chỉ học đến con học uh, cho đậu đại học rồi con sẽ kiếm được tiền. Nhưng mà anh chị biết không ạ, à? mình thấy cái cuộc sống của cha mẹ mình thời điểm đó nhưng mà mình rất là khao khát, trong này cũng có những cái cuốn sách uh, có những cái câu chuyện chia sẻ đúng không ạ? À? Mình muốn thay đổi cái cuộc sống của mình. Và nếu như mình khao khát mình thay đổi thì cuộc sống của mình nó sẽ được thay đổi, đúng không anh chị ơi? Thì uh, suy nghĩ thì tạo ra cảm xúc cảm xúc thì dẫn đến hành động và hành động thì mới tạo ra cái kết quả. thì bây giờ anh chị mình thay đổi mình cần phải thay đổi từ gốc rễ chứ mình thay đổi cái phần ngọn thôi thì nó chẳng có cái kết quả gì cả. thì Nhi rất là may mắn anh chị. thì lúc đó thì Nhi mới chỉ lúc đó thì mình đi vào trong thành phố Hồ Chí Minh đúng không ạ? thì Nhi kể câu chuyện đấy. trong này cũng có vài câu chuyện trong sách nhưng mà Nhi kể câu chuyện thực tế đây anh chị ha để anh chị mình hiểu hơn Lý do tại sao là mình Có những cái nguyên nhân này Được không ạ Thì lúc đó thì Nhi cũng vào trong thành phố thì mình, mình rất là khao khát Giàu có à, Mình tin tưởng, mình hành động Thì mình hành động thì nó mới tạo ra cái kết quả được Thì Nhi, Nhi đi Làm những công việc Mà nghe nói là kinh doanh này, kinh doanh kia là giàu Thì làm công nhân mai thì chắc chắn là không giàu rồi Không giàu rồi anh chị Thì mình Mới Kinh doanh thì mới giàu tại vì nhi tin, như tin tưởng là à, kinh doanh thì mới giàu, thì nhờ cái sự tin tưởng của mình, thì mình à, cứ học hỏi, cứ học theo người thành công là mình thành công luôn và lúc đó thì nhi cũng à, thấy ai kinh doanh là nghe nói là kinh doanh là giàu thì nhi cũng tạo ra cho nhi, như cũng kể rất là nhiều đúng không ạ, nhi cũng tạo cho nhi một cái doanh nghiệp, nhi tạo cho nhi một cái doanh nghiệp mà khi mà mình tạo cho mình cái doanh nghiệp mà mình các bạn nói là nghe nói kinh doanh là giàu thì nhi cũng đi kinh doanh bất động sản và nhi cũng tạo ra rất là nhiều cái bất động sản và cũng gia tăng cái tài sản của mình lên và trong cuốn sách này có nói anh chị mình không thay đổi từ cái gốc rễ thì mình chỉ có chỉ cái phần ngọn thôi cho à, nên là nhi cũng thay đổi đầu tiên thì nhi cũng kinh doanh chỉ là à, bất động sản thì lời thôi chỉ có lời là bán thôi. Nhưng mà rất là may mắn anh chị. Mình đọc trong cái tư duy của à uh, e. cơ của người thầy Chủ tịch Trịnh Huy chia sẻ cũng rất là nhiều cái câu chuyện đúng không ạ? Thì uh, Nhi mới nhận ra rằng là khi mình phải khi mà tư duy của mình tới đâu thì tiền của mình tới đó. Đó thì trong quá trình Nhi học tập và rèn luyện thì Nhi trong hai mấy năm Nhi vào trong thành phố Hồ Chí Minh là năm 2001 anh chị và như cũng kinh doanh cũng mần mò cũng học cũng à, làm thấy người thành công đó là mình có được cái sự khao khát là người thành công làm như thế nào mình làm như thế ấy và lúc đó thì chỉ có tư duy của những người à, kinh doanh chỉ chỉ có tới đó thôi anh chị chứ mình không có cái tầm nhìn xa hơn được thì thời điểm đó thì như kinh doanh hai mươi mấy năm tổng cộng hết là khoảng mười mấy năm á. nếu mà tuổi mà mình à, và đúng thành thì mình kinh doanh cũng mười mấy năm thì nhiên mới tạo ra được cho Nhi một cái kết quả đó là triệu đô. Và rất là may mắn anh chị, khi mà Nhi hiểu ra được cái tư duy này. Nếu như tư duy của mình tăng cái đâu nếu như mà thời điểm đó anh chị có rất là nhiều người, có rất là nhiều người bạn nhiều người đối tác cũng kinh doanh về bất động sản. Nhưng mà tư duy của họ có triệu đô thôi. Nhưng hiện tại thì những anh chị đó đã không phát triển tư duy lên nữa thì thị trường đó chuyển ngược anh chị chuyển đổi đó và họ lại không giữ được cái tài sản đó họ lại trở về một tay trắng và rất là nhiều người à, cũng gặp cái trường hợp này đó ở trong cuốn sách này cái bài cuối cùng đúng không ạ em thấy cái bài cuối cùng nó cũng giống giống như như nhi nó cũng giống như cái tình cảnh của nhi nhưng mà nhi rất là may mắn anh chị tại nhi đi khi mà nhi bỏ nhà ra đi đúng không ạ à, à trốn ba mình đi nhưng mà mình khao khát làm sao để cho mình có được cuộc sống thành công giàu có để mình giúp đỡ cho gia đình mình chứ không phải là mình oán hận oán trách à đó cho nên là nhi rất là may mắn anh chị nó ngược lại với cái 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 cái, cái câu chuyện ở trong sách đó là cho nên là khi mà nhi biết đến môi trường của câu lạc bộ người thầy chủ tịch trịnh huy cũng chia sẻ rất là nhiều câu chuyện à, cái, cái chương sách này thì cũng có rất là nhiều câu chuyện đúng không ạ và như rất là mắn tư duy của mình tăng đến đâu thì tiền của mình tăng đến đó thì rất là may mắn anh chị nhi được học cái tư duy của trong sách và chủ tịch trịnh huy chia sẻ thì nhi đã nhận ra mỗi vấn đề mình cần phải phát triển tư duy lên nếu như tư duy của mình có triệu đô thì mình chỉ giữ cái mức một triệu đô thôi nhưng mà mình tăng cái tư duy lên thì mình có thể đón nhận nhiều khi cái nguồn lực nó đến với mình rất là nhiều nhưng mà cái tư duy của mình à, cái tư duy của mình nó ở cái tầng một triệu thôi thì mình nghĩ đón nhưng mà khi mà xu thế kinh tế nó không thuận lợi thì có một cái suy nghĩ nào đó mình kinh doanh chưa có thuận lợi chưa thành công thì tài sản của mình lại không còn nó có rất là nhiều anh chị như vậy cho nên là như chia sẻ câu chuyện nó thực tế hơn để anh chị mình có thể nắm bắt được uh, những cái tư duy nó rõ hơn ở trong sách ha anh chị ha. Thì uh, như đó là may mắn anh chị. Và khi Nhi đã học được uh, cái tư duy của người thầy Chủ tịch Huy là uh, tư duy của mình tăng đến đâu là tiền thánh đó mà đúng chính xác là như vậy anh chị. Và khi Nhi đã rèn luyện cái tư duy, khi mà tư duy Nhi tăng không những là như uh, kinh doanh thành công và Nhi cũng có thêm cái tư duy là mình phải biết yêu thương Hồi đó là cái tô của mình rất là lớn anh chị Cái tô của mình rất là lớn Mình chưa biết Chưa biết là khi mà vũ trụ ở Trong này mình sống theo quy luật của vũ trụ mà à, Do cái nhân Do cái nhân Thì cái nhân thì nó mới tạo ra kết quả Nếu như Tại sao có rất là nhiều người Cái nhân họ mới tạo ra kết quả Hiện tại là nhiều người họ kinh doanh chưa thành công Là do cái nhân đó anh chị Rồi Cái tô của mình mình tích lũy dần Hay là tích lũy tích lũy tích lũy dần cái đến thời điểm hiện tại thì kết quả nó mới trổ đúng không ạ và nhi rất là may mắn anh chị thời điểm đó thì nhi cũng kinh doanh rất là may mắn nhưng mà trong đó nó cũng có nhiều cái nhân nhưng mà do cái tôi mình quá lớn thì khi nhi học đến môi trường của câu bộ thì nhi hạ cái tôi mình xuống anh chị à mình nhìn trước đó thì mình nhìn nhìn lên đó thì mình cũng chưa bằng ai nhưng mà mình nhìn xuống thì mình cũng đã hơn rất là nhiều người nếu mình giữ à, trong chủ tịch hay chia sẻ đúng không ạ nó chỉ à, trong cái thế giới này nó có hai cái trạng thái anh chị một là phát triển hai là lùi tàn chứ nó không có trạng thái đứng yên cho nên là như rất là may mắn như học được cái tư duy kiến thức này như phát triển cái tư duy của mình lên và trong vòng 6 tháng tiếp theo thì như mới tạo ra cái kết quả lớn hơn đó là một triệu đô tiếp theo đó cho nên là tư duy đến đâu là tiền tăng đến đó là chính xác anh chị và có rất, là nhiều người họ không hiểu cái tư duy này Họ tạo ra nhưng mà họ cái nhiệt kế tài chính Họ không biết giữ lên chị Thì cái nhiệt kế của mình nó sẽ bị giảm dần, giảm dần, giảm dần đi Và khi mình gieo nhiều cái nhân Ở trong cái à, nhiều cái nhân mà chưa tốt đó Thì nó tích lũy đủ Thì khi mà thời điểm mà suy thái một cái là coi như là mình lao đao đúng không ạ? Và có rất là nhiều anh chị, có nhiều anh chị Nhi học tập và rèn luyện cũng có rất là nhiều anh chị trao đổi với Nhi như vậy là bình thường thì họ kinh doanh rất là thành công mà khi mà kinh tế nó đổi chiều một cái là coi như là họ chưa an toàn anh chị rất là nhiều có một số anh chị rất là nhiều tiền luôn 40 tỷ có một trăm mấy chục tỷ có có rất là nhiều anh chị trao đổi như, như như vậy nhưng mà cuối cùng họ lại không quản lý tiền của mình được và họ lại trở về một tay trắng anh chị ạ. Cho nên là Nhi à, gặp rất là nhiều cái người bạn, người đối tác, người khách hàng chia sẻ như như vậy thì Nhi vô cùng biết ơn câu lạc bộ rất là nhiều anh chị ạ. Không những giúp cho Nhi có cái tư duy của những người thành công. Mà khi mình đã có tư duy, mình tạo ra kết quả thì mình mới giúp đỡ cho rất là nhiều người, tạo ra kết quả lớn được đúng không anh chị, nếu như cái gì mình có thì mình mới cho được, còn mình không có thì mình có cho được không anh chị ơi không có thì chắc chắn là mình không cho được cho nên là Nhi rất là biết ơn à, hay người thầy của Nhi đó là Chủ tịch Trịnh quốc Huy và nhân Nhân Nguyễn Diễm, tâm vô cùng sáng anh chị và ừ, Chủ tịch Trịnh Huy có cái tầm nhìn rất là xa, Nhi rất là biết ơn là Nhi nằm trong cái đội nhóm trí tuệ ưu tú và những cái tầm nhìn, những cái tư duy những cái bài học những cái uh, tầm nhìn trước anh chị thì mình phải biết trước đến một năm đến hai năm rồi cho nên mình rất là biết ơn cái môi trường này đó thì cho mình biết được cái tư duy như vậy thì có rất là nhiều anh chị anh chị biết không ạ à? thời điểm đó thì nhi vào nhi học thì nhi cũng live stream cũng chia sẻ cũng có rất là nhiều đối tác của nhi những người bạn của nhi và tin tưởng à, nghe lời nhi chia sẻ thì những cái anh chị đó đã giữ lại cái tài sản của mình còn còn rất là nhiều anh chị nói có cái tôi rất lớn đó anh chị cái tôi ấy ừ uh, cô bé này nói uh, bao nhiêu trong số anh chị mình nói là uh, cái cô cô này đôi dây điện uh, làm gì mà biết này kia kia nọ thì những anh chị đó là bây giờ quay trở lại với anh chị và những anh chị mà đã bị chưa cái thành công đó và quay trở lại mới hỏi nhi à, lúc đó thời điểm đó mà nghe lời nhi á thì bây giờ mình hạnh phúc rồi cuộc đời nó tại vì khi mà lúc đó thì anh chị đang kinh doanh đang thành công lên đúng không ạ cái tôi mình lớn và cái nhân cái quả mình tích do cái lòng tham của mình nữa do có rất là nhiều anh chị do cái lòng tham anh chị lúc đó mình không có kiểm soát được thì thị trường nó chuyển đổi thì những anh chị này nó chưa an toàn vì ôm quá nhiều bất động sản. Ôm quá nhiều anh chị, có rất là nhiều người ôm quá nhiều uh, vay quá lớn cho nên là bây giờ uh, không giữ lại được những cái tài sản mình này. Và cũng có rất là nhiều anh chị đã um, biết đến nhi như chia sẻ, nhiều người đón nhận đến đó anh chị. Cho nên là anh chị uh, cứ chia sẻ cứ học cái tư duy của những người thành mình học từ người thành công là thành công luôn là vậy. Cho nên anh chị cứ chia sẻ cứ trao giá trị đi ai đón nhận thì anh chị biết ơn còn ai chưa đón nhận thì mình hãy chúc phúc cho họ anh chị ha mình hãy chúc phúc cho họ à, và chúc phúc cho họ thì sau này ấy, thì họ gặp một cái tình thế một cái uh, trải nghiệm hay là kinh nghiệm của họ họ sẽ quay lại và họ lại tìm mình và họ lại biết ơn mình à, biết thế đúng không à, biết thế ở đó nghe như là bây giờ là anh đỡ phải gặp tình trạng này rồi đó cho nên là mình cần phải thay đổi cái tư duy gốc rễ anh chị suy nghĩ thì tạo ra cảm xúc cảm xúc thì dẫn đến hành động và hành động là tạo ra kết quả và nhi rất là tâm đắc ký công thức này anh chị đó khi là trước đó thì nhi cũng suy nghĩ là mình làm sao để mình có một căn nhà thôi đó thì nó cũng cho mình căn nhà nhi cũng tạo ra cái căn nhà đầu tiên thì ở trọ mà làm sao để mình có được căn nhà như nhà trọ mình ở là mình thấy nó tuyệt vời rồi đúng không ạ? Mà rất là may mắn anh chị, cái gì suy nghĩ, cái gì như suy nghĩ ở trong đầu trước đó thì nó đã diễn ra ngoài thực tế, nó nó diễn ra ngoài thực tế cho nhi luôn. À, bao nhiêu trong số anh chị mình trước đó là mình đã có suy nghĩ làm sao để mình có căn nhà để mình ở, thì bây giờ anh chị đã có căn nhà anh chị ở rồi đúng không ạ? nhưng mà quan trọng ở đây là anh chị nè suy nghĩ mình suy nghĩ mà mình suy nghĩ mình phải biết cách suy nghĩ chứ không phải là mình suy nghĩ là ừ mình có căn nhà thì nhiều khi mình suy nghĩ có căn nhà nhưng mà căn nhà thuê đúng không ạ căn nhà thuê cũng có cho nên mình cần phải cái công thức công thức này là anh chị phải mong muốn cái điều gì anh chị hãy suy nghĩ viết rõ ra những điều anh chị muốn chứ không phải là những gì anh chị thích được mà. ạ và lúc đó thì nhi cũng chưa biết thì mình mới suy nghĩ là mình có cái căn nhà như nhà trọ thôi mà đúng chính xác anh chị ạ nó có cho nhi một cái căn nhà là 30 mươi đất thì 35 mươi mét vuông nhưng mà nhi xây lên là 70 mươi mét vuông anh chị gấp đôi lên thì xây lầu lên mình ở đó thì nhi cũng có được cái căn nhà thứ hai mà ở trong hẻm anh chị đó, anh chị thấy đúng không đúng chính xác như như ngẫm nghĩ lại nó chính xác những cái tư duy trong cuốn sách này nó chính xác như vậy và khi Nhi đã uh, hiểu hơn biết đến môi trường câu bộ mình suy nghĩ lớn hơn tại sao mình không suy nghĩ mình có nhiều căn nhà và lúc đó thì Nhi cũng suy nghĩ uh, mình uh, uh, có nhiều căn nhà thì Nhi cũng uh, uh, trong gia đình của mình cũng vậy anh chị và khi người chồng của mình cũng kêu là anh mong muốn là anh có cái căn nhà, có sân vườn, có sân, cái nhà như thế nào đó và có cái hiên như thế nào đó. Thì chính xác là Nhi đã sở hữu cái căn nhà thứ hai đúng y chang như suy nghĩ của người chồng của Nhi anh chị. Cái suy nghĩ nó tác động rất là lớn đến cái cái công việc, cái thành công của mình. Cho nên khi anh chị mình đưa ra một cái suy nghĩ gì đó anh chị phải lựa chọn cái suy nghĩ nó khôn ngoan một tí anh chị ha đó mình phải suy nghĩ do uh, suy nghĩ đầu tiên là mình cả phải suy nghĩ tích cực suy nghĩ những cái điều mình mong muốn anh chị nha nếu như anh sĩ nó cũng giống y như như thế này anh chị nếu như anh chị suy nghĩ ngược lại là anh chị nói là uh, tôi làm gì mà mua được căn nhà uh, tôi uh, thu nhập tôi có 5 triệu tháng thôi trước đó thì nhi cũng đi làm công nhân anh chị thu nhập có 5 đến 6 triệu một tháng luôn. Có tháng thì mình không có tiền ăn luôn. <laughs> có tháng thì mình thất nghiệp là mình không có tiền luôn và có năm là mình không được về nhà luôn anh chị. Và mình ở trong cái căn trọ đó chỉ có một mình thôi. Đó, thì làm sao mà mình mơ tưởng mình có được căn nhà đúng không ạ? Nhưng mà trong suy nghĩ của mình mong muốn khao khát, nhiều khi cái tình thế nó xảy ra thì mình mới dám nghĩ thì khi mà anh chị đã dám nghĩ thì anh chị mới làm được đúng không anh chị ơi thì nhi dám nghĩ là thời điểm đó là như ở trọ anh chị nhưng mà ông chủ ông đuổi ông nói rằng là cái căn nhà này bác bán rồi con có thể dọn đi chỗ khác được không thì nhi mới trong đầu nhi mới suy nghĩ bây giờ làm sao để mình có được căn nhà để mình ở mình khỏi phải dọn đi đây ta đó với nói với ông xã mình mà đúng một tuần sau là nhi suy nghĩ cái gì thì nó diễn ra y chang như vậy và lúc đó thì Nhi mới biết đến môi trường câu bộ mình sẽ nghĩ lớn hơn. Tại sao mình không nghĩ là mình hai à, mươi mấy năm mình tạo ra một triệu đô. Tại tại sao mình trong sáu tháng mình không nghĩ lớn hơn để mình tạo ra cái triệu đô thứ hai. Mình chính xác là như vậy anh chị. Khi mình đã nghĩ thì chắc chắn nó sẽ ra lên thực tế. Mà kèm theo cái cảm xúc của mình như thế nào. Cái cảm xúc của anh chị khao khát, mong muốn mình có được cái kết quả đó thì nguồn lực nó mới đến. Và mình nắm bắt cái nguồn lực đó, mình mới tạo ra cái kết quả được. Còn nếu như mà anh chị không dám nghĩ, trước tiên là mình phải nghĩ trước. Nhưng mà nghĩ mình cần phải hành động. Đó chính là như đặt cái mục tiêu ra thì à, tiếp đó thì 6 tháng sau như cũng tạo ra kết quả lớn. Và bây giờ anh chị muốn căn nhà cũng vậy anh chị phải dám nghĩ trước ví dụ như anh chị giờ anh và chị vào trong cầu bộ có rất nhiều anh chị thì đang trong tình trạng là à, chưa được dương về tài chính đúng không ạ nhưng mà anh chị cứ suy nghĩ cái suy nghĩ ừ bây giờ làm thế nào để mình có tiền để mình trả cái đóng chưa dương này đây thì anh chị tập trung vào cái điều đó những cái khoản chưa dương nhiều hơn nó sẽ tập trung về anh chị cho anh chị phải những anh chị nào mà đang có cái tình trạng này mình hãy lơ nó đi anh chị ha mình không tập trung vào nữa mình tập trung là làm mình đặt câu hỏi nó thông minh hơn ở trong cuốn sách này cũng có nhiều câu hỏi đúng không ạ anh chị đọc kỹ lại hai cái chương này ha làm thế nào tôi trở nên thành công và giàu có đây làm thế nào tôi có được căn nhà tiếp theo đây làm thế nào tôi bán được cái bất động sản của tôi đây anh chị phải đặt câu hỏi thì thì gõ cửa thì cửa mở mà anh chị đặt câu hỏi thì suy nghĩ của mình nó nó sẽ đi tìm kiếm cái nguồn lực cái cơ hội cái quế nhân những cái người đến giúp đỡ mình còn nếu như anh chị cứ suy nghĩ mà không tích cực tập trung vào những cái điều mình không muốn thì anh chị nó sẽ anh chị thể thu hút cái gì đến khi mình ứng dụng là hấp dẫn đó anh chị tập trung cái gì đủ lớn cảm xúc đủ cao thì vũ trụ sẽ mang cái điều đó đến với mình nhiều hơn và nhiều rất là may mắn anh chị lúc nào nhiều cũng tập trung vào cái gì anh chị biết không làm thế nào để tôi thành công và giàu có đây làm thế nào để tôi uh, xây được cho cha mẹ mình một căn nhà như mơ ước đây làm thế nào để mình giúp cho gia đình mình uh, có được cuộc sống thành công và giàu có đây đó thì mình hãy uh, cái suy nghĩ của mình thì nó không có biến mất. Cho nên là mình phải thay đổi cái suy nghĩ của mình lại. Quan trọng đó là gốc rễ, gốc rễ đó là suy nghĩ. Cái suy nghĩ của anh chị không nghĩ không tích cực thì cái điều không tích cực nó đến, nghĩ cái điều oán hận oán trách thì sự việc và sự kiện nó đến cho mình oán trách nhiều hơn. Và anh chị suy nghĩ cái điều tích cực, những cái điều anh chị mong muốn và đặt những cái câu hỏi thông minh thì vũ trụ sẽ mang đến cho anh chị cái nguồn lực và giúp cho anh chị thành công. Được không ạ? Cho nên là anh chị phải đặt các câu hỏi thông minh cho mình. Làm thế nào để tôi có một doanh nghiệp đây? Làm thế nào để tôi có thu nhập thụ động? chín con số đến 10 con số đây. Anh chị hãy viết xuống và đặt câu hỏi cho chính bản thân của mình. Được không anh chị ơi? viết xuống và đặt câu hỏi chính bản thân của mình ha anh chị sẽ đặt câu hỏi thì chắc chắn anh chị sẽ trong ngày hôm nay anh chị đặt câu hỏi mong muốn như thế nào chắc chắn anh chị sẽ có câu trả lời làm thế nào để tôi giúp đỡ khách hàng đây làm thế nào để tôi chăm sóc khách hàng đây thì chắc chắn những cái nguồn lực đến vậy và đưa cho anh chị những cái cơ hội những cái sự kiện sự việc để anh chị đặt thì vũ trụ anh chị đặt câu hỏi thì mới có câu trả lời thì khi mà anh chị có câu trả lời thì chắc chắn anh chị hành động và khi mà anh chị hành động thì mới tạo ra kết quả anh chị ạ à. thì lúc đó thì nhi cũng kêu làm thế nào để con thành công và giàu có đây nhi xin nhi xưng nhi là nhi và tiềm thức của nhi là nhi xưng con anh chị mình cứ đặt câu hỏi cho chính bản thân của mình làm thế nào để con có cuộc sống hạnh phúc đây và làm thế nào để con có được cái cuộc sống tự do đây làm thế nào cho con xinh đẹp đây đó thì nhi đặt câu hỏi thì nhi mới biết đến một chủ cầu bộ anh chị thì trước kia thì nhi kinh doanh và chỉ lo làm kiếm tiền thôi nhưng mà không biết quan tâm đến cái sức khỏe của mình đâu anh chị sức khỏe của nhi và trong gia đình của nhi thì anh chị cũng hay uh, hay tới những cái công viên đó anh chị cứ mỗi tuần hay là con của mình nó chưa khỏe một tí gì đó thì trong quá trình mình sinh con anh chị sinh con anh chị cũng hiểu đúng không ạ chưa có một xíu nó nó hơi như thế nào đó thì do cái cách mình uh, xong cái mình đưa đến uh, bác sĩ đúng không ạ thì nói là con mình này kia kia nọ xong là phải nhập viện lại một tuần đúng không ạ tôi thủ an toàn ha anh chị như phân tích nó kỹ hơn để cho anh chị mình hiểu hơn à, tôi đi thủ an toàn, toàn. À, anh chị ha thì mình cũng phải ở lại một tuần mình vừa mất việc đó mình vừa à, tốn công chăm sóc con của mình thì trong quá khứ là nhi nhi cũng sinh con mà nhi cũng có ba người con cho nên là nhi cũng đã gặp trường hợp này rất là nhiều anh chị cứ một tuần trong mà hồi xưa mình tin luôn anh chị mình tin như thế này con á mà sinh qua qua đúng 3 tuổi thì con của mình nó mới khỏe mạnh bao nhiêu trong số anh chị mình tin cái điều này ạ à? và trước đó thì nhi nuôi hai đứa con lớn cưa con đầu của nhi đứa con sau thì nhi biết đến câu lạc bộ thì nhi rất là may mắn anh chị hai đứa con đầu của nhi nghe nói là 3 tuổi qua 3 tuổi thì nó có khỏe mạnh nó không chịu ăn uống thứ nhất là thứ hai nữa là nó hay ẻo ụt anh chị ạ à là mình tin luôn, hồi xưa ông bà nói làm sao là mình tin y chang như vậy. Như đứa câu chuyện ở trong này anh chị nè, là cái câu chuyện cái chảo đúng không ạ? À, làm sao mà mình uh, trong này anh chị hồi nãy cũng đọc cuốn sách á thì như kể câu chuyện thực tế đi. Anh chị cuốn sách thì nó cũng có kể câu chuyện rất là rõ. Thì như kể câu chuyện thực tế để anh chị hiểu hơn ha. Đó thì lúc đó thì Nhi cũng tin như vậy. À, con bây giờ hiện tại luôn, ở quê cũng có rất là nhiều người Bây giờ nếu như anh chị mình hiểu biết mình thay đổi cái niềm tin Tại vì hồi xưa ông bà thì tin và neo cho mình như thế nào Thì mình sẽ trở thành y chang như vậy Và lúc đó thì Nhi được neo như vậy anh chị ờ, con nuôi con, con qua cái đốt đó là con con nó sẽ khỏe mạnh Và đúng chính xác hai đứa con đầu tiên của Nhi cũng vậy anh chị là đúng ba tuổi, qua ba tuổi thì nó mới khỏe mạnh Còn dưới ba tuổi thì Nhi cứ tới cái bát áo trắng liên tục và thậm chí thời điểm đó tới thì đâu phải là mình con của mình ở lại một tuần thì mình cũng phải ở lại chăm sóc thì công việc của mình đâu có làm ăn gì được đâu đúng không anh chị ạ cho nên là nhi rất là biết ơn môi trường câu lạc bộ anh chị khi mà nhi sinh đứa trẻ thứ ba và nhi thay được thay đổi cái niềm tin là mình neo luôn con của tôi có tư duy chịu phú con của tôi khỏe mạnh con của tôi thành công và chính xác đứa trẻ này bây giờ nó rất là thông minh và từ khi nhi biết đến môi trường câu lạc bộ và nhi nuôi đứa trẻ này á là không tốn một viên kẹo và đứa trẻ này rất là khỏe mạnh đề kháng rất là cao đề kháng rất là cao rất là khỏe mạnh và học rất là giỏi và rất là thông minh và có cái tư duy của tỷ phú luôn anh chị Đó. cho nên là anh chị mình hãy thay đổi lại cái niềm tin này ha cái niềm tin này nó không đúng anh chị <laughs> do cái suy nghĩ và niềm tin của mình bị cài đặt từ bé đó cho nên là mình bị hạn chế cái niềm tin nhưng mà bây giờ anh chị biết đến môi trường câu lạc bộ rồi thì mình sẽ thay đổi lại cái niềm tin và không những anh chị thay đổi lại và anh chị sẽ giúp đỡ cho rất là nhiều người ngoài kia họ đang cần cái tư duy cái kiến thức này anh chị cho nên mình cần phải gieo hạt giúp đỡ cho nhiều người hơn nữa không ạ khi mà anh chị giúp đỡ cho một người mà thành công và giàu có và có được cuộc sống thứ nhất là khỏe mạnh nè, hạnh phúc, à, có mối quan hệ chất lượng, giúp đỡ cho gia đình của họ hạnh phúc thì anh chị còn hơn xây bảy tháp chùa đó anh chị ạ. đúng không Khi mà trước đó thì nhi cũng cho ừ, giúp đỡ cho tiền nhưng mà cho tiền thì không giải quyết được cái gì cả, không giải quyết được cái gốc rễ anh chị ạ. ví dụ như là Nhi giúp đỡ một ai đó như cho 100 triệu đi Nhưng mà cái cái tư duy kiến thức của họ Nó như vậy thôi Họ chỉ biết ăn, biết tiêu, biết xài Họ không biết tạo ra tiền Thì anh chị nghĩ anh chị giúp Cái người này như người thân của mình đi ha Thì giúp cái người này Họ sống 100 triệu đó Họ sống được bao lâu? Có một năm Nó là hai năm nhưng mà anh chị cho uh, giúp đỡ cho người thân của mình hoặc là đối tác của mình người bạn của mình cái tư duy gốc rễ cái cách quản lý tiền như thế nào và làm thế nào để trở thành thành công và giàu có thì anh chị sẽ giúp đỡ được nhiều hơn nữa và họ sẽ uh, tạo ra tài sản và giúp đỡ cho gia đình của mình không những giúp đỡ cho gia đình của mình mà giúp cho con cái của mình giúp cho dòng tộc của mình thành công và giàu có đó thì à? Cái tư duy trong này rất là thấm anh chị như đọc có rất là nhiều câu chuyện nó cũng tương tự đúng không ạ khi mình thay đổi cái uh, cho nên là mình thay đổi cái cái ngọn thì nó chưa có khỏe cho nên anh chị cần phải thay đổi được cái gốc rễ trước kia thì Nhi cũng hay chưa thay đổi cái gốc rễ thì người em của mình cứ liên tục chị ơi à, chị cho em vay tiền đi à, chị ơi chị cho em mượn tiền đi đó thì khi mình cho hoài hoài như vậy thì mình tạo cho em của mình một cái thói quen đó là hư chị thói quen không lười biếng không chịu làm và cứ nghĩ rằng là chị mình có tiền là mình cho cứ nghĩ chị mình có tiền à, thôi mình cần gì làm nữa à, chị mình giàu mà nhưng mà khi như biết đến môi trường của con của bộ là một ngàn cũng không anh chị không phải là mình keo kiệt hay là mình như thế nào đó nhưng mình đang giúp đỡ cho em của mình giúp đỡ cho em của mình em ơi hãy đi tìm công việc đi tạo ra cái kết quả đi và chị cũng sống chị cũng được sinh ra giống như em thôi cũng như là năm người con trong gia đình thôi chị cũng có tay có chân à, có cũng hai bàn tay trắng thôi nhưng mà tại sao em lại cũng y chang như chị vậy mà tại sao mà em lại đi xin tiền và mượn tiền hoài như vậy bây giờ thì em còn trẻ nhưng mà sau này em có gia đình thì sao em lấy cái gì mà em lo cho gia đình của em thì lúc đó thì em mình mới biết cái cách để mình chia sẻ và uh, cho em của mình thì như chia sẻ cái câu chuyện như vậy đó anh chị và em của mình cũng nhận thức ra và em của mình thứ nhất là lo làm hơn có gia đình và cũng tạo ra kết quả rất là lớn anh chị có một cái doanh nghiệp có một uh, gia đình rất là hạnh phúc sinh cũng được hai người con và có được cái căn nhà biết yêu thương cha mẹ biết chăm sóc cho cha mẹ thì bây giờ mình đi mình ở, ở thôi thành phố hồ chí minh ví dụ thì em của mình ở kề, kế kế cận ba của mình đúng không ạ thì có phải nhờ người em của mình không anh chị thì khi mà nhi không có thay đổi cái tư duy của em mình thì bây giờ nó cứ à, năm hai năm ba năm liên tục như vậy thì bây giờ em mình có có kết quả như vậy không đó cho nên mình cần phải thay đổi cái gốc rễ là vậy anh chị chứ mình thay đổi cái phần ngọn thôi thì à, không có không có giúp được cho gia đình của mình cho mình thương mình thương và thành hại đó anh chị cho nên mình, mình rất là biết ơn anh chị như biết rồi biết ơn à, biết đến môi trường cầu bộ có những cái tư duy kiến thức không chỉ giúp cho mình và giúp cho gia đình của mình có được cái cuộc sống thành công giàu có khỏe mạnh và hạnh phúc và ai sinh ra trên cuộc đời này ấy, thì cũng có cái tiềm thức và có cái sức mạnh vô thường anh chị có cái sức mạnh vô thường do mình không dám nghĩ mình không dám làm thôi đó cho nên là anh chị mình hãy dám nghĩ đi. bây giờ làm anh chị hãy đặt cái câu hỏi thông minh đi bây giờ là mình ví dụ như mình chú dương đi làm sao để tôi có được khoản tiền để tôi trả cái khoản dương này đi anh chị cứ hỏi đi chắc chắn sẽ có câu trả lời nhưng mà bây giờ anh chị rất là may mắn anh chị ạ. À. Mình có cái môi trường câu lạc bộ và có nhóm rèn luyện thân tâm trí và nhóm rèn luyện dân nhân từ tay trắng mà tạo ra một triệu đô. Triệu đô không phải là triệu đô cho bản thân của mình. Mà doanh nghiệp triệu đô anh chị ạ. À. Anh chị thấy cái câu chuyện của cái ông mà đi học phát triển bản thân không anh chị? Và ông ấy đã xây cho cha cho mẹ mình một, một căn nhà đó. nó giống mình đó anh chị giống anh chị đang học tập ở đây nè hiện tại anh chị đang học ở đây nè nó giống câu chuyện như vậy nhưng mà anh chị thì dám nghĩ cho phép mình chịu học chịu rèn luyện chịu phát triển chịu vào cái nhóm rèn luyện danh nhân khi anh chị rèn luyện danh nhân thì anh chị mới biết cái cách làm thế nào để mình tạo ra danh nhân chứ mình như mình ngồi mình học cái tư duy kiến thức không thì làm sao mình có được cái kết quả đó cho nên anh chị hãy dám nghĩ khi anh chị nghĩ thì anh chị mới dám làm bây giờ rất là may mắn là có người chỉ cho anh chị làm luôn rồi đó cho nên là anh chị hãy dám nghĩ trước đi ạ à. làm thế nào anh chị cứ đặt câu hỏi trước đi thì chắc chắn anh chị sẽ có câu trả lời bây giờ anh chị cứ đặt câu hỏi ha làm thế nào để tôi có được triệu đô đây làm thế nào để tôi có một doanh nghiệp triệu đô đây triệu đô bản thân của mình thì nó dễ rồi nhưng mà anh chị chưa tạo ra thì nó nó chưa dễ nhưng mà nhi tạo ra rồi thì thấy nó dễ cái bước đầu tiên nó chưa dễ nhưng mà bây giờ nhi đặt câu hỏi rất là thông minh làm thế nào tôi tạo ra một doanh nghiệp triệu đô đây nhưng mà có con đường phía trước cách tầm nhìn phía trước anh chị nhi đã thấy rất là rõ từ người thầy chủ tịch trình quốc huy và doanh nhân nguyễn diệp một người rất là tâm rất là sáng luôn luôn dạy cho mình cái đường đi như thế nào À, cái công thức như thế nào từ cái lời ăn tiếng nói đúng không ạ dạy cho mình từ cái lời ăn tiếng nói cái cách ăn cách đi cách đứng cách ngủ như thế nào cách, cách chia sẻ như thế nào đó cho nên anh chị hãy biết ơn ha hãy biết ơn khi anh chị đã có mặt trong buổi dung nghiệp này được không anh chị ơi biết ơn anh chị anh chị khi anh chị biết ơn thì anh chị sẽ có nhiều hơn bây giờ anh chị biết ơn là anh chị có mặt ở trong môi trường câu bộ đúng không ạ anh chị biết ơn biết biết ơn nhiều hơn đi biết ơn trưởng nhóm của mình biết ơn cái người gieo duyên cho mình dù họ có nói gì họ có nói gì mình chưa được hài lòng nhưng mà anh chị hãy tìm cái điểm tốt của họ anh chị biết ơn đi thì anh chị mới có nhiều hơn đó cho nên anh chị biết ơn thì anh chị sẽ có nhiều hơn anh chị biết ơn môi trường cao bộ thì chắc chắn anh chị sẽ à, tại sao người thầy của mình tạo ra một doanh nghiệp triệu đô được. Thì mình học từ người thành công mình thành công luôn cho nó nhanh đúng không ạ? Chứ giờ mình đi tìm kiếm đi mày mò à, con đường à, làm thế nào để tôi xây dựng doanh nghiệp triệu đô này đây. Làm thế nào để tôi xây dựng cái cửa hàng này đây. Thì nó rất tốn rất là nhiều thời gian anh chị. Mình làm cái gì mình cũng phải học đúng không ạ? Mình đi học cắt tóc, mình đi làm mình muốn làm tóc ấy mình phải học 6 tháng Mình mới tạo ra kết quả được mà Mà tạo ra kết quả Thì chưa chắc mình mở tiệm ra Mình kinh doanh thành công Và mình mở tiệm ra Thì mình chỉ biết cắt tóc thôi Ngày bao nhiêu cái đầu đó đúng không ạ Ngày gọi được bao nhiêu cái đầu Ngày làm được bao nhiêu cái bộ móng đó thôi Nhưng mà tại sao anh chị không hỏi cái thông minh hơn Làm thế nào để tôi tạo ra doanh nghiệp triệu đô đây Làm sao để tôi bán hàng với số lượng lớn đây? làm sao để tôi có được một uh, đối tác chất lượng đây? Làm sao để tôi có những cái quế nhân đến giúp đỡ tôi đây? Cho nên anh chị mình cần phải đặt câu hỏi thì anh chị chắc chắn sẽ có, có câu trả lời. Và như là rất là may mắn anh chị và lúc đó thì như như mới vào trong môi trường của câu lạc bộ thì nhi không biết làm thế nào để mình uh, tạo cho mình một cái doanh nghiệp đâu anh chị. Mình chỉ biết kinh doanh ở ngoài thôi. <laughs> kinh doanh với bất động sản là mình chỉ có được cái à, cái tài sản cho riêng mình thôi mình cũng chẳng giúp đỡ được ai hết mình nếu như mình giúp đỡ cho em của mình đó, như chia sẻ đó thì chỉ cho được cái ngọn thôi anh chị chứ không giúp được cái gốc rễ chỉ cho được cái ngọn thôi hoặc là mình đi cho từ thiện ai đó mình chỉ cho được cái ngọn thôi nhưng mà nhi rất là biết ơn anh chị như có được cái tư duy cái kiến thức của người thành công về mình cho đi cái tư duy kiến thức và mình giúp đỡ được họ có được cái công ăn việc làm và họ tạo ra và họ giúp đỡ cho gia đình của họ, thứ nhất là vợ chồng con cái. Thứ hai là họ mới giúp đỡ cho cha mẹ của mình. Đúng không ạ? Thì lúc đó họ mới có tài sản họ mới giúp đỡ cho cho xã hội được. Đúng không anh chị ơi? Dạ, cho nên là mình hãy đã mất công nghĩ thì hãy nghĩ lớn lên ạ. À. Anh chị cứ nghĩ lớn lên được không ạ? À? Đã mất công nghĩ thì hãy nghĩ lớn lên. Đó. Anh chị về mình làm bài tập ha, mình đặt cái câu hỏi làm thế nào để tôi có được căn nhà trong năm 2024 đây? À, làm thế nào để tôi sở hữu một cái chiếc xe và làm thế nào để tôi có được cái căn biệt thự trong năm 2024 đây? Và làm thế nào để tôi có một cái doanh nghiệp triệu đô đây. Anh chị về đặt câu hỏi cho chính bản thân của mình. Đúng không ạ? Anh chị đặt câu hỏi thì chắc chắn anh chị sẽ có cái câu trả lời. Và cái câu trả lời nó nằm bao nhiêu trong số anh chị mình đã tham gia vào vốn rèn luyện doanh nhân chậm tay hóa vàng rồi thì comment. Tôi nhìn thấy được không ạ? Em chia sẻ cho anh chị cái chìa khóa đó nha. Rồi quá tuyệt vời Còn bao nhiêu trong số anh chị mình Chưa tham à, Bao nhiêu trong số anh chị mình đã tham gia vào nhóm rèn luyện thân tâm trí rồi Thì comment số 2 cho Nhi Thái được không ạ Rồi quá tuyệt vời Và bao nhiêu trong số anh chị mình Chưa tham gia vào nhóm rèn luyện nào hết Thì comment số 1 cho Nhi Thái được không anh chị ơi Chị, chia sẻ cho anh chị cái chìa khóa đó à. anh chị mình lên ha khi anh chị đặt câu hỏi thì chắc chắn sẽ có câu trả lời ạ à. có rất nhiều anh chị chưa tham gia vậy trước giờ anh chị đi đâu đúng không ạ à? trước giờ anh chị đi đâu ạ à? những anh chị Nhi xin chúc mừng tất cả anh chị comment tôi ha anh chị đã có cho mình một cái có một cho mình một cái gì anh chị biết không ạ một cái tài sản rất là lớn và như cũng xin chúc mừng cho tất cả anh chị số 2 đã có cho mình sở hữu cho mình một cái tài sản nhưng mà anh về anh chị chỉ cần dám nghĩ lớn hơn tí nữa bước lên một bước nữa được không ạ bước lên mình đã bước được nước thang đầu tiên thì mình sẽ bước được nước thang thứ hai mình bắt bước được nước thang thứ hai thì chắc chắn anh chị, chị sẽ bước lên được trên trên cái tòa tháp đúng không anh chị ơi? cho nên là mình hãy cho phép mình tham gia vào nhóm rèn luyện doanh nhân. Còn những anh chị nào mà mình đang cờ minh số 1 á thì như xin chúc mừng tất cả anh chị đã anh chị đã đến đúng nơi rồi ạ. À. Anh chị chỉ cần rèn luyện à, cái tư duy kiến thức của những người thành công chia sẻ anh chị chỉ cần um, tham gia vào hai cái nhóm rèn luyện này thôi là anh chị đã sở hữu cho mình một cái tài sản tài sản rất là lớn rồi anh chị. Bây giờ mình đã mất công nghĩ rồi, thì mình nghĩ nghĩ lớn lên, mình tham gia mình rèn luyện nên làm sao để trong một năm này mình tạo ra một cái doanh nghiệp triệu đô đi. Làm sao trong năm này? Bây giờ là mình đang ở một kia mình loay hoay, mình không biết cách nào để mình tạo ra cho mình một cái căn nhà chẳng hạn, mình không biết bán hàng như thế nào, mình không biết đàm phán ra làm sao, mình không biết kinh doanh như thế nào. Có rất là nhiều anh chị rất là tội anh chị. Chị ơi em đang làm công nhân giống chị <laughs> nhưng mà bây giờ là em tìm được cái bằng rồi bây giờ em xin đi dạy được không chị ủa tại sao em không à, học tập những cái tư duy kiến thức này để em tạo ra cái tài sản cho mình đi mà tại sao em lại cứ lẫn quẩn loanh quanh mình cứ đi làm những công việc làm thuê cho người ta như vậy thì làm thuê nó đâu có dễ anh chị khi mà anh chị cũng cũng vui cũng mừng cho những cái người bạn này thì họ làm công nhân rất là cực quá và tư duy của họ có tới đó thôi họ làm sao họ có cuộc sống sướng hơn đúng không ạ thì đi dạy như là đi dạy đứa trẻ trẻ con thì mình không có phải cực nhọc trong cái quá trình mình đi làm công nhân đúng không ạ thì em có tư duy như vậy thôi thì em muốn làm làm thêm là cô giáo để cho mình nhẹ nhàng thảnh thơi hơn nhưng mà tại sao anh chị không dành thời gian mình phát triển cái tư duy của mình lên mình dám nghĩ lớn hơn làm sao để mình tạo cái doanh nghiệp triệu đô tại sao mình không tạo cho mình một cái thu nhập thụ động 9 đến 10 con số mình nghĩ lớn hơn đi đó khi mà anh chị học cái tư duy kiến thức này thì anh chị có thể giúp được giúp đỡ được cái đó giúp đầu tiên là anh chị giúp đỡ được cho họ có cái suy nghĩ tích cực trước suy nghĩ tích cực trước anh chị ha thì mình mới chuyển hóa dần được thì khi mà anh chị học trong cái nhóm rèn luyện doanh nhân chạm tay hóa vàng đó, thì anh chị có rất là nhiều cái kỹ năng có rất là nhiều cái um, cách marketing có rất là nhiều cái uh, đàm phán đó để anh chị mình có thể giúp đỡ giúp đỡ những anh chị đang khao khát thành công hơn đúng không ạ và như xin chúc mừng tất cả anh chị đã có trong nhóm rèn luyện nhân nhân chạm tay hóa vàng ha thì anh chị cần phải gì ạ? mình kể, phải liên tục phát triển người thầy mình dạy như thế nào mình cứ hành động y chang như vậy người thành công họ làm như thế nào chỉ cần là anh chị sao chép thôi cái tư duy kiến thức tại sao người thầy của mình tạo ra một cái doanh nghiệp triệu đô như vậy tại sao một ngày kiếm ra hàng triệu đô thì mình sao chép cái tư duy đó và mình biến nó thành của mình được không anh chị ơi đó mình sao chép mình chỉ cần sao chép thôi anh chị làm thế nào để mình có cái tư duy để mình đón nhận cái nguồn lực mới đây thì anh chị cần phải phát triển cái tư duy lên ghi chép lại tư duy của những người thành công đó là bằng cách sao chép là ghi chép lại từng câu từng chữ live stream lại trao giá trị lại khi mà khi anh chị có giá trị thì anh chị mới giúp đỡ được nhiều người được còn cái tư duy của mình thì giống như hồi nãy như chia sẻ có một bạn đúng không ạ à, làm công nhân thì mong muốn mình làm công việc gì nó khỏe hơn nó nhàn nhã hơn là chị ơi, em tìm được cái bằng rồi người chị em ứng dụng sức mạnh hình thức em tìm được cái bằng rồi bây giờ em xin vợ em đi dạy trời ơi đó là như cũng xin chúc mừng cái bạn này tại vì tư duy của bạn tới đó thôi bạn chỉ đón nhận tới đó thôi đó. chỉ đón nhận tới đó thôi anh chị cho nên mình cần phải phát triển cái tư duy của mình nhanh lên để mình có thể tạo ra cho mình một cái kết quả lớn hơn thì mình mới giúp đỡ mọi người Giúp đỡ uh, đầu tiên là gia đình của mình trước đúng không ạ Thì mình mới giúp đỡ cho cộng đồng được Đúng không anh chị ơi Và uh, hôm nay thì anh chị uh, mình, uh, học được nhiều bài học không ạ <laughs> Hôm nay bài học rất là thực tế đúng không anh chị ơi Trong sách thì có rất là nhiều câu chuyện Có rất là nhiều câu chuyện Nhưng mà anh chị mình chia sẻ các câu chuyện thực tế anh chị sẽ dễ hiểu hơn và như tin chắc rằng anh chị Nếu như anh chị ngày hôm nay anh chị nắm được cái chìa khóa như thế nào Nắm được cái chìa khóa thôi Và Nhi xin chúc mừng tất cả anh chị à, Thành công nối tiếp thành công Thành công nuôi dưỡng thành công Và thành công đại thành công được không chị? Anh chị ơi Anh chị hãy luôn luôn chúc phúc cho mọi người Cái câu nói này anh chị ha Mình đừng Mình đừng có Làm tụt năng lượng chính bản thân của mình đó. Mình phải nâng cao giá trị của mình lên nâng cao cái tư duy của mình lên và nâng cao cái sự hiểu biết của mình lên thì mình mới giúp đỡ cho mọi người thành công được. Còn nếu như mình còn cái tư duy đổ lỗi, trì hoãn, um, tôi bận lắm, tôi bận cái này, tôi bận cái kia thì thôi anh chị im luôn. Được không Anh chị đừng có gieo cái quả đó cho người khác nữa, được không ạ? À? Khi mình gieo cái quả gì thì mình sẽ gặp đúng cái quả đó anh chị mình gieo kết quả thành công giàu có thì mình sẽ nhận được cái kết quả đó là thành công giàu có mình gieo kết quả tốt đẹp thì mình sẽ nhận được cái kết quả tốt đẹp cho nên mình cần phải biết ơn và và luôn luôn giúp đỡ những người mà họ đang chưa có cái tư duy chưa có kiến thức chưa hiểu biết thì mình không nên đổ dầu vào lửa nữa anh chị ha mình hãy giúp cho họ ừ bạn ơi làm thế nào giờ bạn mong muốn thành công và giàu có không thì họ hỏi bằng cách nào đuôi dây điện hả mình chia sẻ họ đón nhận thì anh chị nhà, chia sẻ tiếp còn chưa đón nhận thì anh chị hãy chúc phúc cho họ ha chúc cho bạn làm công việc này thành công đó thì anh chị cứ chúc phúc thì chắc chắn anh chị sẽ nhận được cái kết quả đó à. đường nào cũng của... tập trung vào cái đường tích cực đúng không họ chúc phúc đó là mình cũng gieo cho họ cái phúc tốt phúc là

cái chương sách này anh chị có thêm cái bài học và tư duy này thì nhi cũng học, nhi cũng ngộ, ngộ ra thôi anh chị. mỗi ngày mình uh, học một tí, mỗi ngày mình mình, 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 mình mình ngộ ra thì đối tác của bạn bè của mình sẽ là cho ta thế nào?